Xin chào các bác. Em chào các cần thủ. Và chào mọi người nhá. Nay em đi câu. Tiếp tục cuộc hành trình. Hôm qua đi móm các bác ạ. Nhưng về em chưa. Bây giờ là nét nhỉ. 8:41, ngày thứ hai các bác ạ. Nay em câu ở cái bãi đối diện bãi Xoan đấy các bác. Đây. Tung hết mồi các bác ạ. 4 cần bên dưới thì em câu một loại mồi khác và 4 cần bên trên thì em câu một loại mồi khác. Vẫn cái bãi có đợt bọn em đi xong là mấy anh em đi xong bốc thăm ai câu chỗ nào rút què các bác, có cái video đấy đấy. Đấy, hôm nay em lại tiếp tục vào cái bãi này. Hôm qua được trận mưa to các bác ạ, qua mưa bão, đáng lẽ em câu qua đêm ấy nhưng mà thấy bão xong em đi về. Hôm nay đục lờ lờ, không biết là đến trưa có lũ không em không biết. Bởi vì hôm qua mưa rất là to ở Lào Cai với Lai Châu, mưa đá, mưa to, nhưng còn Phong Thổ đêm gần sáng thì mưa rất là nặng hạt. Nay em chặt hai cái cành đao, em cắm ở trên đầu thuyền một cành và cắm ở đuôi thuyền một cành để nó định vị. Chứ hôm qua là thả leo là nước lên nước xuống là neo vẫn nước lên lúc nước lên ấy. Nó nhấc neo lên nó xoay thuyền. Thế lại lúc nó xả nước là chảy. Hay mình cắm cái cọc để buộc đầu thuyền với đuôi thuyền vào thì nó sẽ chắc chắn hơn, nó không rung rinh mấy. Không biết là tình hình thế nào đây. Em tạm dừng video lại nhá. Trời lại tiếp tục âm u ấy các bác ạ. Đấy. Kinh khủng không? Sắp đến mùa mưa rồi các bác. Em mượn quả thuyền này dài 9 mét các bác ạ. Dông lốc hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đây này. Trời âm u lắm. Mây các bác này. Nước đang xuống các bác ạ.
Trời âm u lắm rồi các bác ạ. Nước thì xuống cũng khá khá nhiều rồi. Đấy. Nước xuống từ cái bậc trên kia xuống đến dưới này các bác ạ. Trời cực kỳ âm u luôn. Như kiểu buổi chiều tối ấy này này. Sợ thật đấy. Không biết là tí có mưa gió gì không. Kìa. Đấy. Gió cũng nổi lên rồi các bác. Hơi bị lạnh một tí. Trước nó vỗ vào cái sườn thuyền cứ kêu như vậy. Đi câu thì không sao, cứ đi thì thế nọ thế kia, cũng là thời tiết thế này. Mười hai giờ kém rồi các bác ạ. Này, bác nhìn trời xem thế nào, âm u mù mịt. Vừa nãy nước nó chảy mà cần câu em nó giặt linh tinh bèng, xong giờ lại im im một tí rồi các bác ạ. Trời nó cứ thế này thì không, gió lạnh nữa các bác ạ. Gió lắm. Ôi giời ơi, ngoài sông này lạnh kinh khủng. Cũng may em đem theo cái vỏ chăn ấy không thì giờ lạnh chả muốn mò ra ngoài. Hạt mưa lâm thâm rồi các bác ạ, mưa phùn đấy. Thank you.
Mưa rồi các bác ơi. Không biết mưa có lâu không ấy. Lạnh quá đi thôi. Mưa hạt to phết đấy các bác ạ. Hôm qua thì dính bão gió, hôm nay thì dính mưa. Làm thế nào đây? Lạnh lắm các bác ạ. Chắc anh Phan Tùng bên dưới kia không biết là có đem cái gì đi che không, ướt hết rồi chứ. Bây giờ là 1:30 rồi các bác ạ. Im lắm, chả thấy gì. Này, trời vẫn đang mưa. Đấy, em phải cái bạt thì cứ cùng phòng phình kia ướt hết này các bác này, ướt hết đây này. Đấy, nó hát vào ướt hết. Cũng may em đem quả vỏ chăn mỏng này đi, không thì chết rét. Kiếm con cá khó thế đây các bác ạ. Kiếm con cá đã khó rồi, làm video các bác xem càng khó khăn nữa. Hai năm nay câu cá khó khăn lắm các bác ạ. Thứ nhất là phụ thuộc vào nước của các thủy điện. Đấy. Thứ hai là phụ thuộc vào khí hậu. Không kêu ca thì các bác không biết, chứ kêu ca là các bác mới biết. Bác nào đi rồi các bác mới biết. Mỗi lần cho chuyến đi câu này không phải đơn giản đâu các bác ạ. Vất vả lắm, nói chung đi câu nó vất vả.
quá các bác ạ. Đây em còn phải kéo cái bạt này ra để che lại cho nó khỏi hắt vào. Thực sự là mưa lạnh. Ăn hàng rồi các bác ơi, ăn hàng rồi, ăn hàng rồi. Cái này các bác này, không biết to hay bé. Đấy, đấy. Không biết cá gì đây. Trời này còn mưa nữa chứ. Xem nó là con gì nhé các bác nhá. Rồi điệu giật nhẹ nhẹ này, không biết là con gì ạ. Chép rồi các bác ơi. Ây da, mắc cá vào cành cây các bác ạ. Oh.
vướng vào cái cảnh sùng chết tiệt này đấy. Em phải gỡ cái cảnh sùng ra được. Nhìn thấy mặt đầu. Số ăn rồi các bác ơi. Ai da. Con này to quá. Đây. Cuối cùng em đã lên hàng các bác ạ. Bây giờ là 15:18 các bác ạ. Đấy, họ đi đuổi trâu về kia kìa. Các bác có nhìn thấy trâu không? Đấy, em tăng độ sáng hết cỡ mới nhìn thấy. Bốn giờ rồi. Tầm 4:30 em thu đồ đi về các bác ạ. Mưa nước vào boong thuyền này, ngập hết cả dép rồi các bác ạ. Nước bắt đầu chảy rồi. Nước bắt đầu chảy, tí chảy mạnh nữa là em thu đồ em đi về các bác ạ. Cái đám mây mù ở trên này lúc nào nó cũng âm u này các bác này.
Cái dải mây dưới này đẹp không các bác? Giờ cũng 5 giờ các bác ạ. Em thu đồ đi về đây các bác ạ. Rồi. Chuẩn bị thu đồ đi về. Em bắt con cá nhốt vào trong cái boong kia. Rồi thu cần. Em may thế. May mắn đấy các bác ạ. Thì em về cân bằng cân bàn nhé. Em nghĩ con này nó cũng tầm 5 cân rưỡi 6 cân thôi. Thu đồ đi về. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau nhá. Các bác xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhá, để em còn có kinh phí đi làm phim. Về đây.